À, trận đấu kế tiếp nữa đó chính là màn so tài của đội Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An. Thì đây là trận đấu mà rất hay đúng không ạ? Vì là hai đội bóng này thì vốn dĩ là nếu như để đánh giá của giới chuyên môn ý, thì Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An nằm trong cái nhóm mà đua trụ hạng thôi, cố gắng là trụ hạng sớm mùa giải này càng tốt. Còn về cơ bản thì Hoàng Anh Gia Lai là theo chia sẻ của giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành thì Hoàng Anh Gia Lai phấn đấu là vào top 6. Thì cái mục tiêu này có thực hiện được hay không thì còn tùy thuộc vào cái năng lực và cái màn trình diễn của đội bóng phố núi nữa, chứ còn không, bây giờ chưa thể nào mà khẳng định được là có thể làm được đúng không ạ? Vì là trong bóng đá nó có nhiều yếu tố mà có thể dẫn tới cái kết quả cái thành công hay thất bại của đội bóng. Thì nhưng mà cái trận đấu ra quân thì Hoàng Anh Gia Lai lại làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Không ai nghĩ rằng là Hoàng Anh Gia Lai, một đội bóng mà hoạt động có thể nói rằng là không phải năng nổ lắm trên cái thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024, nhưng mà lại có được một chiến thắng rất là đậm đà trước đội Quảng Nam, một chiến thắng 4-0 mà với cá nhân Thể Thao đánh giá những cái cổ động viên có cái trí tưởng tượng và mơ mộng nhất của Hoàng Anh Gia Lai cũng không nghĩ được rằng là đội bóng thầy trò huấn luyện Vũ Tiến Thành lại có được một cái kết quả nó mỹ mãn như vậy, và đặc biệt là Gia Bảo, một cầu thủ là 16 tuổi đã ghi bàn với vào lịch sử V-League đúng không ạ? Rất là hay. Thì chúng ta thấy rằng là đó là một điểm hay đấy, tích cực đấy, vì Hoàng Anh Gia Lai đã biết mình biết người và biết tận dụng cơ hội để mà giành được chiến thắng đậm để mà dẫn đầu cái bảng xếp hạng. Thì về phía Sông Lam Nghệ An thì ở cái trận đấu đầu tiên của đội bóng này thì về cơ bản thì gặp Đà Nẵng đúng không? Gặp Đà Nẵng thì kiếm được một điểm trước Đà Nẵng thì đó là trận đấu mà mình cũng đã dự đoán đúng tỷ số trận đấu này, là hai đội cơ điểm với nhau. Thì với cái lực lượng của Sông Lam Nghệ An thời điểm hiện tại để so sánh với Hoàng Anh Gia Lai thì hai đội bóng này 1-9-1-10 đúng không ạ? 1-9-1-10 thì đội Hoàng Anh Gia Lai trận đấu này có cái lợi thế sân nhà. Cái vấn đề lớn nhất của Sông Lam Nghệ An cũng như Hoàng Anh Gia Lai là làm sao mà đội bóng này có thể phát huy được các ngoại binh của họ, vì là các cầu thủ nội thì đa số đều là những cầu thủ mà do họ đào tạo ra và thi đấu cùng với nhau khá là nhiều năm rồi đúng không ạ? Cho dù là cầu thủ trẻ cũng như vậy. Vấn đề bây giờ là phải cải thiện được cái khả năng săn bàn của các ngoại binh, mà nếu như mà hai đội bóng này cải thiện được cái săn bàn của các ngoại binh thì nó sẽ rất tốt, đặc biệt là bên phía Sông Lam Nghệ An ấy, nói chung là vẫn phụ thuộc rất lớn vào Oloha, mà khi Oloha mà tạch cái là đội bóng này gặp khó khăn ngay. Thì đó là một cái điểm khó của Sông Lam Nghệ An. Thì đây là trận đấu mà hai hai đội bóng này đá sân Pleiku thì Hoàng Anh Gia Lai có cái lợi thế sân nhà. Thì trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này trong trong năm cuộc so tài gần đây ấy, thì Hoàng Anh Gia Lai lại đang lép vế một chút mọi người ạ, đang lép vế khi mà Sông Lam Nghệ An họ đã giành tới tới 4 chiến thắng và chỉ thua có một trận thôi, và trận thua đó chính là cái trận thua trên sân của Hoàng Gia Lai ở mùa giải trước đó đúng không ạ, vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, tức là cũng vòng đấu cũng gần như cái vòng đấu áp chót gần gần cuối để mà trong cái cuộc chiến trụ hạng đấy. Thì với cái việc mà chiến thắng trên trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tạo ra cái niềm tin và cái động lực cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay, nhất là khi mà đội bóng này vừa đã có được cái chiến thắng có thể nói rằng là rất là đậm trước đội Quảng Nam đúng không ạ? Thì mình cho rằng đây là trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai cái mục tiêu của họ sẽ không dừng lại ở một điểm đâu. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai trận đấu này chắc chắn là sẽ phải giành 3 điểm. Và để giành được 3 điểm thì đội bóng này đương nhiên sẽ phải chơi tấn công và phòng ngự một cách hiệu quả. Nói thì nói như ở trận đấu trước, và chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là cái hàng công của cái đội Quảng Nam là cũng chơi chưa tốt đâu. Đó, trận đấu đó thì cũng phung phí rất nhiều cơ hội đấy, vì thế như nào mới ôm hận ấy. Còn Sông Lam Nghệ An thì cái hàng công ở trận đấu ra quân cũng hoạt động cũng chưa hiệu quả đó, vì thế cho nên nó sẽ là một bài toán khó. Thì không ngoại trừ khả năng là trận đấu này hai đội sẽ thi đấu cò cưa, và nếu như đội nào mà biết chắt chiu cơ hội và giành được nắm bắt được cơ hội của mình thì sẽ giành chiến thắng thôi. Thì mình đang nghiêng hơn một chút về phía đội đội Hoàng Anh Gia Lai, và nếu như đội bóng này chơi tốt thì họ sẽ không thua đâu, ít nhất sẽ có được một điểm trước Sông Lam Nghệ An vào lúc này, và không thì sẽ giành chiến thắng với cái tỷ số sít sao. Không biết là mọi người có dự đoán gì về tỷ số giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận ạ. À.